chào bà con đã quay lại với kênh Thế Giới Vật Tư Nông Nghiệp TG thôi con. Đây là kênh của chủ cửa hàng Vật Tư Nông Nghiệp đặt tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ. Thì ngoài cái việc canh tác sầu riêng thì hôm nay chúng tôi còn có trữ cái bộ sản phẩm mà chuyên cho cây lúa bà con ha. Thì hôm nay chia sẻ bà con mình cái giải pháp canh tác lúa trong cái mùa mà mưa. Đó, thì trong cái mùa này thì bà con mình nên lưu ý những cái đề gì? Đầu tiên là vấn đề mà đổ ngã bà con. Thì không biết làm gì làm nhưng mà cái lúa chúng ta nó bị đổ ngã thì coi như là mất trắng năng sức như là ha. Thì chúng ta làm sao để cải thiện được vấn đề đổ ngã, đó là một cái vấn đề lớn trong canh tác lúa trong cái mùa mưa như hiện nay. Thì có số nơi thì bà con mình thấy là xạ lúa lên thì nó không phát triển, đúng không? Cái cây lúa nó không phát triển, ốm yếu cằn cỗi thì sau này nó cũng dễ đổ ngã, thì cho các bộ rễ nó yếu, cây lúa nó mềm mỏng. Thứ hai, nếu bà con mình cái lúa nó tốt quá thì nó phục phát triển chiều cao, nó không khống chế lại thì dẫn đổ ngã. Đó là hai nguyên nhân làm cho cái cây lúa chúng ta nó đổ ngã ha. Thứ nhất là không gây ra phát triển được cái bộ rễ, thứ hai là nó phát triển cái chiều cao, chiều cao quá mức thì nó vẫn gây đổ ngã. Thì cái một cái giải pháp mà thấy là khá là hiệu quả trong giai đoạn hiện nay là làm sao cho nó lùng cái lúa và nó phát triển rễ nhiều. Thì nếu mà con mình sử dụng những cái nhóm bắc lo bu cha son thì cây lúa nó sẽ lùng, tuy nhiên cái bộ rễ nó không phát triển các con ha, thì tại sao này nó sẽ bị bật gốc, như là nó bộ rễ nó yếu các con ha, thì nó vẫn đổ ngã. Tại sao mà thấy cái lúa lùng nó vẫn ngã? Đó là giờ chúng ta ức chế bằng cái nhóm như 2,4-D hay là cái bắc lo gì đó thì nó vẫn ức chế được cái chiều cao. Tuy nhiên thì thứ nhất nó nặng phân, thứ hai là cái bộ rễ nó kém phát triển, nó vẫn đổ ngã. Thì hiện nay bên công ty An Phát Nông có cái giải pháp là cái trụ thép các con ha. Trụ thép thì cái mặt vật chất là cái mebiwatt chloric thì với cái vật chất này là cái nhóm mà điều hòa sinh trưởng mới hiện nay. Thì nó sẽ làm được chuyện gì? Thứ nhất là nó sẽ kích thích cho cây lúa nó phát triển cái bộ rễ mới, hình thành cái bộ rễ cực kỳ mạnh khỏe, ấm sâu gì trong lòng đất. Cái thứ hai là nó sẽ ức chế sự phát triển cái chiều cao của cây lúa. Thì nó làm được hai nhiệm vụ, vừa kích thích rễ và cây vừa ức chế chiều cao. Thì khi mình ta sử dụng cái trụ thép trong giai đoạn từ 15-30 ngày, thậm chí giai đoạn làm đồng vẫn phun được không con ha, còn chắc này phun giai đoạn làm đồng được luôn, nó sẽ làm cái đồng to ha, cứng cây nè, ngắn lóng, mập thân, nở bụi, đồng to. Thì cái sản phẩm này coi như là nó hoàn hảo cho cây lúa chúng ta trong giai đoạn mà mùa mưa này. Vừa ngắn lóng, vừa là một cái dòng phúc dưỡng phát triển của bộ rễ và nó nhẹ phân. Thì với cái giải pháp cái trụ thép này sẽ mang lại cái hiệu quả tốt cho bà con mình trong cái việc mà ức chế chiều cao cũng như là phát triển cái bộ rễ, đồng thời giúp cho cây lúa nó mập thân và nó kích thích hiện tượng nở bụi, thì bà con mình có thể giảm được cái lượng giống. Thì đây ha, đây là vật chất tiên tiến bà con mình nhé ha, mirawatt maybe watt chloric. Nếu bà con mình có tìm hiểu vật chất này thì bà con mình thấy hiện nay thì bên phía công ty An Phát Nông đang phát triển cái vật chất này cũng khá là hiệu quả, hoặc có giải pháp là ngắn lóng, cứng cây, nở bụi ha. Thì bên cạnh việc sử dụng cái trụ thép thì bà con mình cũng kết hợp với cái việc mà điều tiết nước các bà con ha, điều tiết cái lượng nước cho nó phù hợp để cây lúa nó có bám sâu bộ rễ vào trong cây, trong đất để phát triển hình thành cái bụi lúa phát triển sau này, thì sẽ đảm bảo được cái năng suất của bà con mình trong mùa mưa ha các bạn ha. Làm gì thì làm nhưng mà phải giữ cái lúa nó đứng, không bị sập, không bị đổ ngã thì chúng ta mới thắng được trong cái mùa mưa này. Thì đây là số thông tin chia sẻ với bà con mình. Thì nếu bà con mình có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay là mua hàng thì bà con mình có liên hệ số điện thoại là 0939 339 415, chúng tôi sẽ có cái giải pháp tư vấn kỹ thuật cho bà con mình. Kính chào bà con, thì hẹn gặp lại bà con trong những video sau.